Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy Linh sẽ chia sẻ cho mọi người một cái lưỡi mà bệnh nhân đến khám với thầy Linh với chứng bệnh là táo bón lâu năm, điều trị rất nhiều nơi nhưng chưa khỏi và mới đến phòng khám bác sĩ khám, và bác sĩ có chụp thấy lưỡi thì thấy các cái hình lưỡi như này thì muốn chia sẻ cho mọi người. Đầu tiên là chúng ta nhìn vào cái lưỡi của bệnh nhân thì chúng ta thấy luôn là chúng ta thấy chất lưỡi. Chất lưỡi của bệnh nhân này là chất lưỡi đỏ. Chất lưỡi đỏ mà rêu lưỡi thì mỏng, hơi bóng một chút, hơi bọc. Thì thể hiện ở đây là bệnh nhân vừa có thấp mà vừa có nhiệt. Với cái lưỡi này thì chúng ta liên tưởng đến rằng là đây là một cái lưỡi là do âm hư sinh nội nhiệt gây ra táo bón. Nhưng tuy nhiên xem cái hồ sơ của bệnh nhân cũng đi chữa rất nhiều các thầy cũng nổi tiếng, nhưng mà nó lại không hiệu quả. Và bệnh nhân cho mình xem cả cái phân, hình phân thì lổn nhổn phân dê. Và có một cái điều đặc biệt ở cái bệnh nhân này này, đó là bệnh nhân táo bón nhưng không phải là do là 3-4 ngày mới đi một lần, mà bệnh nhân lại là ngày đi đến 2 lần nhưng đều táo bón. Thì đây là một cái bệnh án cũng rất là hay mà cũng rất là ít gặp. Thì do vậy mà trong đa số các thầy thuốc mình xem đơn của bạn ấy đưa ra thì là có dùng tươm bổ thận âm hay là dùng tăng cường về chức năng tỳ vị, thế nhưng mà không đáp ứng. Khi quá trình mình hỏi bệnh nhân ấy, tức là nghe bệnh nhân kể thì có một cái điều khá lý thú, đó là bệnh nhân nói là ăn mướp đắng cái là bị táo bón. Thì đây là một cái để mình sẽ có thể thay đổi quyết định đến cái phác đồ chữa của chúng ta. Với cái lưỡi như này thì chúng ta nhìn là khi bệnh nhân táo bón thì chúng ta nhìn đầu tiên thầy thuốc nào cũng có thể nhìn là đây là bệnh nhân bị nhiệt chứng rồi. Âm hư sinh nội nhiệt thì táo bón thì chắc chắn là do nhiệt chứng rồi. Cái thứ hai là nhìn ở đây mọi người chú ý này, chức năng tỳ vị của bệnh nhân thì hơi có chút có vấn đề thôi. Nhưng chúng ta nhìn thấy cái vết hàn răng này này, đa số những các bạn mới học ấy, thì sẽ nghĩ là chức năng tỳ vị có vấn đề. Tất nhiên rồi, táo bón thì là do nguyên nhân có thể do tỳ vị, có do đại tràng vân vân, nhưng chức năng tỳ vị cũng sẽ có, đúng không? Nhưng với cái lớp hàn này thì trọng tâm là bệnh nhân đã mắc bệnh lâu rồi nên là có dấu hiệu suy nghĩ stress nhiều, có rối loạn một chút thì nên là nó mới sẽ gây ra những cái vết hàn này. Nên do vậy sau này các bạn học nhé, các bạn học xem lưỡi ấy, thì là ngoài vết hàn này là ngoài tỳ vị hư nhưng nó còn có một cái là can uất, các bạn chú ý. Thế ngoài ra chúng ta nhìn thấy nữa là nếu mà đi suy xét kỹ ấy, thì phần vai gáy của bệnh nhân là cũng có chút mỏi một chút, đau một chút, hoặc là mắt, đặc biệt là mắt mắt trái của bệnh nhân, nếu chúng ta nhìn này khai thác thì cũng có, tức là nhìn hơi mỏi mắt và nó không được bình thường như cái mắt bên phải, đặc biệt là phần mũi xoay. Và chúng ta nhìn đi xuống dưới một chút ấy, thì cơ bản nhìn xuống dưới thì ở đây thấp chọc bệnh nhân đều không có, rất là ít nhé, phần chọc ấy không có. Thế nên là những cái phương pháp nhiều khi chúng ta cần phải khai thác, các bạn chú ý nhé. Mình đưa lưỡi này để chia sẻ chứ không phải là nhiều bạn là chụp lưỡi xong đưa là chẩn đoán cái gì. Tất nhiên là trong cái vấn đề đông y của chúng ta là sẽ giúp cho chúng ta nhìn được cái chức năng tạng phủ cái lưỡi nó biểu hiện ra, chứ chúng ta không thể nào mà nhìn cái lưỡi mà chúng ta biết chính xác về bệnh nhân là đang muốn khám và điều trị cái gì. Và muốn khám và điều trị chúng ta phải dựa vào, nếu theo đông y là vọng văn vấn thiết, bốn phương pháp đấy chúng ta phối hợp lại một để đưa ra một cái phương pháp chẩn đoán tốt nhất. Các bạn phải lưu ý, còn lưỡi chúng ta chỉ là một phần thôi, nên là nhiều bạn là rất là đánh đố. Thì đây là một cái lưỡi tương ứng, rất nhiều người nhầm lẫn là âm hư sinh nội nhiệt gây táo bón, nhưng phương pháp điều trị của mình hoàn toàn khác và mình đang mong chờ kết quả của bệnh nhân. Chào các bạn.